Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cái học tiếp theo với một cái loại database object, nó có tên gọi là store procedure. Thì nội dung của phần học này, cái bài học này thì sẽ gồm có 5 phần. Mục đích là qua những cái lý thuyết để các bạn có thể hiểu được store procedure là cái gì, và để tạo ra nó, để sử dụng nó thì mình phải làm sao, đúng không? Thì cái mục tiêu chính của hôm nay là như vậy. Và các bạn biết rằng store procedure được xem là một cái đối tượng rất là hữu dụng đối với database, tức là những cái DBA tức là những cái nhà mà những người mà lập trình cho cơ sở dữ liệu, thì store procedure rất là quan trọng. Và sau này thì tùy theo những cái nhu cầu của phần mềm mà các bạn buộc phải tạo ra những cái store cần thiết để hỗ trợ cho việc xử lý, để cả một cái hệ thống, cái mô hình ứng dụng hoạt động chung ấy, nó chạy đạt được cái hiệu suất tốt nhất để phục vụ cho cái nhu cầu kinh doanh hay là làm việc của cái phần mềm đó. Thế thì bây giờ mình bắt đầu với cái phần mục tiêu thứ nhất, giới thiệu về cái khái niệm store procedure. Thế thì theo như định nghĩa thì store procedure chính là một database object. Mục đích của nó được tạo ra trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho mục tiêu là thực thi một số các cái hành động nào đó. Ở đây là hành động nào đó. Có nghĩa là gì? Trong tương lai mình có cái nhu cầu gì, có mục tiêu gì đó, thì mình sẽ cần phải tạo ra một cái store để đáp ứng cho cái nhu cầu đó. Có nghĩa là nhu cầu trong tương lai thì nó rất là đa dạng, và tùy theo tình huống mà các bạn sẽ tạo ra cái store cho nó phù hợp, đúng không? Như vậy đây người ta nói là nó phục vụ cho mục tiêu là thực thi một số các cái hành động nào đó theo thuật toán đã định bởi cái nhà phát triển cơ sở dữ liệu, tức là bởi database developer, tức là mình ấy, bởi những cái người lập trình phía cơ sở dữ liệu là mình, hoặc là có thể là do cái database, nó do cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu ấy, do cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó cung cấp sẵn để giúp cho mình có thể thực thi một số cái nhiệm vụ. Và thường những nhiệm vụ đấy là hay xảy ra trên database, thì người ta cái Microsoft ấy, nó xây dựng cho cái SQL Server sẵn những cái store hệ thống để mình chỉ việc dùng thôi. Như vậy thì nói cái khác ấy, thì store procedure trong SQL Server thì bao gồm là một tập các cái lệnh GSQL, nó được lưu trữ trong database dưới dạng một cái đơn vị xử lý, tức là người ta dùng cái từ nó có vẻ nó mô phạm chút ha, nó gọi là một đơn vị xử lý logic, tức là các bạn tập hợp những cái lệnh và đặt cho nó một cái tên, đúng không? Tức là về ngữ nghĩa thì nó đơn giản như vậy đó, các bạn tập hợp những cái lệnh theo cái logic nào đấy và các bạn đặt tên cho nó để sau này các bạn gọi nó chạy, thì người ta gọi nó là một đơn vị xử lý logic nhằm phục vụ cho một cái nhiệm vụ nào đó trong cái quá trình vận hành hay là sử dụng cái database đó. Thì cái ngữ nghĩa của nó đơn giản như vậy. Người ta diễn giải một cách cụ thể hơn, tức là những cái store procedure thì thường nó sẽ nhận dữ liệu đầu vào, tức là các bạn muốn nó xử lý theo một cái mục tiêu nào đó thì các bạn đưa dữ liệu cho nó, thì nó sẽ dựa trên dữ liệu đấy nó sẽ thi hành các cái lệnh GSQL, được không? Sau đó kết quả nó xử lý xong ấy, ta sẽ trả về cho cái nơi gọi. Cái kết quả đã thực hiện được, có thể nó trả về kết quả mà có thể nó cũng không trả về, tùy theo cái nhu cầu, cái yêu cầu, cái mục tiêu cụ thể mà các bạn muốn. Ở đây thì trên thực tế sau này có những cái nhu cầu, ví dụ các bạn muốn nhập dữ liệu cho một cái table nào đó, ví dụ nhập dữ liệu cho table tài khoản, thì có thể mình sẽ tạo ra một cái store procedure làm cái nhiệm vụ là nhập dữ liệu cho table tài khoản. Hoặc là các bạn muốn lấy ra danh sách các cái khách hàng thuộc một quận nào đó, thì có thể bạn sẽ viết một cái store procedure để lấy ra cái danh sách khách hàng theo quận mà tham số truyền vào chính là cái quận mà mình muốn lấy thông tin, lấy làm điều kiện để truy vấn thông tin ấy, đấy chính là input đó. Và kết quả thì đương nhiên trong trường hợp đấy nên nó sẽ trả về danh sách những cái khách hàng thuộc cái quận tương ứng.
Thế thì có nhiều bạn thắc mắc là ủa nếu vậy thì em muốn nhập dữ liệu em dùng lại insert into, tại sao phải biết đến store procedure là cái gì, đúng không? Đấy. Hoặc là em muốn lấy ra danh sách khách hàng thì em dùng lệnh select from where và đặt điều kiện là xong, cần gì phải tạo store procedure rắc rối, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây có mấy cái điểm như thế này. Thứ nhất, đối khi các bạn thực hiện các cái câu lệnh thuộc cái loại DML ấy, tức là gọi insert into hay update hay delete hay select, thì cái quy trình ha, cái cơ chế hoạt động về điều hành ấy, là nó tiếp nhận cái lệnh của các bạn, nó sẽ phân tích và nó sẽ bước thứ nhất là nó kiểm tra cái syntax, tức là từ khóa có đúng không. Ví dụ select thì mình gõ select, mà giả sử nhiều khi mình quen mình viết gõ thiếu ấy, mình lộn viết gõ thiếu, mình gõ thiếu là select mà thiếu chữ t cuối cùng ấy, thì đấy là cái từ khóa sai, đúng không, thì nó báo lỗi. Đấy, nó phải kiểm tra xem cú pháp có đúng không nhỉ. Cú pháp thứ nhất là nó sẽ kiểm tra xem các bạn có dùng từ khóa đúng hay không, hoặc là cái từ khóa các bạn cũng hay sai, nhiều khi mình gõ ẩu hay là mình gõ lộn ha, là from thì mình gõ chữ form, tức là f o r m, tức là nó lại sai, đúng không? Đúng ra phải gọi là f r o m mới đúng. Đó, thế thì từ khóa sai là nó sẽ có lỗi. Đó. Hoặc là sai cú pháp theo kiểu mà thứ tự trật tự ấy. Đối với một cái câu truy vấn select chẳng hạn, thì thường thường mà các bạn muốn nhóm dữ liệu để các bạn thống kê bằng từ khóa group by ấy, thì các bạn gõ vào là select cái gì đó from table nào đó, rồi group by theo cái điều kiện là cột nào đó, rồi các bạn where. Thì trong trường hợp cái cú pháp như thế là nó sai, bởi vì lúc trước mình học khi mà nói về cái tối ưu hóa thì các bạn thấy tưởng tượng giả sử khách hàng có 1 triệu người đi, thì nó xử lý dữ liệu trên 1 triệu người thì bao giờ cũng sẽ mất nhiều thời gian và chậm hơn nếu xử lý trên 100 người, đúng không? 1 triệu là nhiều, 100 là ít, thì đương nhiên 100 nó sẽ chạy nhanh hơn. Thì trên thực tế là group by phải nằm sau where, có nghĩa là gì? Khi các bạn select from thì where là nó sẽ lọc lại, lọc sau khi lọc xong ấy, từ 1 triệu người nó lọc lại thì còn 100 người thỏa mãn thôi, thì lúc đấy người ta mới rút trên cái 100 đó, chứ không bao giờ người ta rút trên một đống dữ liệu kia xong bắt đầu người ta mới lọc. Thì thứ nhất là nó rất khó, thứ hai là nó chạy rất chậm, đúng không? Nhìn góc độ đơn giản, tức là nó xử lý trên 1 triệu cái thì nó sẽ chậm hơn là trên 100 cái. Như vậy cái trình tự mà mình đưa ra các cái mệnh đề select from rồi thì phải đến where thì bắt đầu đến group by, mà mình gõ lộn mình sẽ select from group by where thì nó sẽ báo lỗi. Đấy chính là lỗi cú pháp ha, lỗi sử dụng cái mệnh đề ha, thì nó cũng báo lỗi. Đấy, như vậy cái bước đầu tiên khi mà các bạn dùng các câu lệnh thuộc dạng dynamic, tức là các bạn đưa vào câu truy vấn, câu lệnh như mình vẫn dùng ấy, thì nó phải phân tích trước, phân tích xong rồi nó kiểm tra xem là có phù hợp hay không, một cái dạng mà kiểm tra về cú pháp có đúng hay không nữa, tức là các bạn select from table nào thì nó mới kiểm tra trong database các bạn đang truy xuất ấy, đang làm việc có cái table đấy không, nếu không có thì nó sẽ báo lỗi. Hoặc nếu có table rồi mà mình select một cái cột đấy không có trong table đấy thì nó cũng báo lỗi, đúng không? Đó, thì nói chung là cái bước đầu tiên là nó phải kiểm tra, phân tích, sau đó là nó tối ưu hóa cái câu truy vấn đấy bằng cách là nó sẽ chạy cái phần mệnh đề nào trước và chạy làm sao để cho cái việc xử lý là tốt nhất, đúng không? Người ta gọi là tối ưu hóa câu truy vấn. Thế sau khi mà nó phân tích xong rồi thì nó sẽ tạo ra cái mã thực thi, lúc đấy cái mã thực thi đấy mới thi hành để trả về kết quả. Đó. Thì cái trình tự của cái truy vấn mà dạng các cái câu lệnh con gõ bình thường mà mình vẫn lâu mình select hay là insert into hay là update hay delete gì đó, những cái lệnh DML bình thường các bạn gọi vẫn dùng để khai thác trực tiếp ấy, thì người ta gọi là dynamic query, tức là các câu truy vấn động. Thì nó có nhược điểm là nó phải mỗi lần chạy một câu là nó phải phân tích, kiểm tra tính khả thi, rồi nó tối ưu hóa, rồi nó mới sinh mã, và lúc đấy cái mã đấy chạy thì nó mới ra kết quả. Thì thằng store thì nó lại khác, nó chạy, nó kiểm tra và nó sinh mã vào thời điểm mà database được nạp lên, tức database server khởi động, hay là nó nạp tất cả những cái mã đấy, nó sinh ra mã rồi, và những mã đó sẽ được lưu trữ, đúng không? Là những cái mã thực thi ấy, nó sẽ được lưu trữ sẵn vào SP. Như vậy thì khi mà các bạn dùng SP, dùng thầy gọi SP tức là viết tắt của store procedure nha, thì khi mà các bạn dùng SP thì nó có cái lợi điểm, tức là gì,
mỗi lần mà mình bên ngoài kết nối vào mà muốn thi hành ấy, thì nó gọi SP thì nó chạy sẽ nhanh hơn so với câu câu select hay là cái câu insert into, nói chung cái câu dynamic query thông thường. Bởi vì sao? Nó không phải kiểm tra, nó không phải tối ưu hóa và nó cũng không phải sinh mã nữa, mà nó có mã được lưu trữ sẵn rồi, nó chạy luôn. Đây, thì trên chỗ này nói dài dòng chút để mình hiểu tại sao người ta gọi là store. Đây cái từ store này, store bản chất là gì? Là nó lưu sẵn những cái mã, những cái phần mã đã được sinh ra để thực thi, để giúp cho cái tối ưu hóa cái tốc độ khi thực thi các cái yêu cầu của người dùng. Đấy, trên lý do là tại sao mình phải biết cái store browser. Một lý do nữa tức là gì? Tính tái sử dụng mã nguồn, có nghĩa là gì? Nếu như mỗi lần khai thác dữ liệu là anh phải học về SQL thì anh mới gõ được cái lệnh để khai thác dữ liệu, đúng không? Thế thì trong trường hợp như thế, ngay cả người như mình là cái người được học về lập trình SQL, đúng không? Thì mỗi lần mà mình có cái nhu cầu đấy, mình phải gõ lại một câu lệnh dài dòng như thế thì rất là vất vả và ngại, đúng không? Nó mệt lắm. Thế thì nếu như bạn lập trình cần viết sẵn và đặt cho nó cái tên lưu dưới dạng storage, thì sau này mỗi lần cần anh chỉ gọi cái tên thôi. Thế cái tình huống như vậy người ta gọi là tái sử dụng mã nguồn, đúng không? Tái sử dụng mã nguồn sẽ thuận tiện cho cái việc lập trình hơn, bớt vất vả hơn. Thì nó đem lại ít nhất là mình thấy được, nó có nhiều ưu điểm nha các bạn, nhưng mà mình ít nhìn thấy ở mức tầm thường nhất là thứ nhất nó chạy nhanh hơn. Lý do là nó không cần phải kiểm tra cú pháp. Tại nó kiểm tra một lần là sau này nó cứ gọi là nó thi hành từ mã thực thi thôi. Cho nên nó bỏ qua được cái giai đoạn kiểm tra cú pháp, kiểm tra cái tính khả thi của cái lệnh đó, rồi nó tối ưu hóa, nó không cần phải tối ưu hóa nữa, rồi nó không cần phải sinh mã nữa, mà mỗi lần gọi store là nó chạy luôn. Đấy, thì đây người ta dí dài này. Đấy, cho nên chỗ này nếu mà chỉ nói thông thường mà không giải thích về cái dynamic query, các bạn sẽ không hiểu tại sao ba cái chỗ này là cái nghĩa gì, đúng không? Thế thì mình thấy rõ ràng là chính vì thế mà store rất cần, tức là sau này các cái phần mềm bạn viết mà kết nối database ấy, các bạn cần phải hỗ trợ hiệu suất thực thi từ phía nơi lưu dữ liệu thì người ta sẽ dùng store. Đó, cho nên là mặc dù bản chất có những tình huống là các bạn chỉ chứa những cái câu lệnh SQL thông thường thôi, thế nhưng mà người ta vẫn tạo store để làm sao để nó thực thi nhanh hơn, đúng không? Thực thi nhanh hơn. Do thế mà chỗ này người chốt lại cái phần này, người ta nói là store procedure có tốc độ thực thi rất nhanh với hiệu suất đáng tin cậy, đúng không? Hiệu suất tốt cho toàn bộ hệ thống. Đó, giả sử cái ứng dụng chạy trên nền tảng web mà yêu cầu ở dưới database bằng cách gọi một cái store nào đó thì bên dưới nó chỉ chạy và nó trả kết quả là sẽ nhanh hơn cho việc là các bạn dùng câu lệnh select từ bên ngoài vào. Được ha? Đấy, về ngữ nghĩa chỗ này mình hiểu kỹ một chút để mình biết tại sao phải dùng store, mặc dù mình dùng select thì vẫn được, đúng không? Thì có rất nhiều lợi điểm, những cái lợi điểm chi tiết này thì mình đọc lý thuyết ha. Thì ở đây thầy giới thiệu nhanh thôi, tức là thứ nhất là nó cải thiện cái hệ thống, cái tốc độ ha, cải thiện cái hiệu suất của hệ thống đó. Bởi vì cái phần mã thực thi đây này, chỗ này nó có lý giải là giống như lúc nãy vừa mới nói lần trước ấy, tức là trong SQL Server thì những cái store procedure ấy, thì nó sẽ thi hành ấy, ha, cho lần đầu tiên và nó tạo ra cái kế hoạch và lưu lại những cái phần mã trong vùng nhớ đệm đó, để sau này mỗi lần gọi là nó chỉ có thi hành thôi. Đây SQL nó được dùng lại trong cái lần gọi tiếp theo, be used when it is queue next time, đúng không? Đó. Thì mình nhớ cái lợi điểm, cái ưu điểm thứ nhất của store procedure đấy chính là cải thiện cái hiệu năng, cái hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống. Vấn đề thứ hai là nó tăng cường cái khả năng sử dụng mã nguồn. Thì lúc nãy em có lý giải đúng không? Thay vì anh phải viết lại một cái câu, giả sử như mình chỉ là một câu lệnh select thông thường thôi, thì lúc đấy anh gọi nó thì anh không phải viết lại nữa. Gọi một cái tên của cái store đấy là nó sẽ chạy, tiện hơn rất nhiều, đúng không? Đấy, còn chưa kể thường ở trong store là nó xử lý những vấn đề phức tạp thì nó một câu lệnh SQL các bạn làm rất khó hoặc không làm được, thì người ta viết bằng store browser, anh có thể lập trình, anh dùng các cấu trúc điều khiển như là if, else rồi while để anh xử lý, anh tính toán, đúng không? Vấn đề thứ ba nữa là gì? Nó làm giảm, tức là làm giảm cái băng thông ha, mà cái lưu lượng đường truyền. Các bạn thấy như những cái trường hợp mà mình truy xuất từ bên ngoài vào cái máy chủ cơ sở dữ liệu
Thường thì khi thực tập cái môn này các bạn gõ trực tiếp trên cái SQL Server đúng không? Thì các bạn không thấy được cái đặc điểm này. Nhưng mà khi chạy trên một cái hệ thống mà thông qua Internet từ một nơi khác người ta truy cập vào thì nó gửi một cái câu select mà phức tạp dài vài trăm chữ hoặc là vài chục chữ thì mình thấy là cái đường mà truyền thông qua Internet vào cái máy chủ đấy nó có cái lượng dữ liệu truyền vào lớn thì nó sẽ dễ bị tắc nghẽn đúng không? Đấy, cái điều này nó giống như khi các bạn đi học vào trường ấy, nếu mà sinh viên ồ ạt vào cùng một lúc ha, hoặc là mỗi người dắt tay nhau dính liền 4-5 người đấy đúng không? Thì đi vô mà vào lô đông ấy là kẹt xe hay là kẹt đường không đi được. Đó. Thế thì lúc này mà mỗi lần đi vào người ta gắn gọn gàng hơn chút thì nó cũng sẽ bớt kẹt xe hơn. Ví dụ thế này, thì chỗ này mình reduce network traffic tức là giảm cái thông lượng đường truyền đối với cái máy chủ đó, nó khó bị quá tải, khó bị nghẽn mạng. Và vấn đề cuối cùng cũng là một cái ưu điểm rất nổi tiếng của Storm Browser, tức là nó tăng cường cái khả năng bảo mật. Thì nó có nhiều ngữ nghĩa về cái cụm từ này nha. Thế nhưng mà cái mà tại thời điểm này các bạn có thể dễ dàng hiểu được đấy chính là nếu như các bạn gửi cấu trúc câu select đi thì cái kẻ xấu nếu như đón các cái gói tin gửi vào máy chủ của mình ấy đã đọc được mình select from table nào là nó đoán được cái cấu trúc database của mình xây dựng như thế nào đúng không? Và nếu mà biết rõ cấu trúc database thì rất nguy hiểm là có thể nó sẽ đưa ra những cái phương án để nó phá hay là nó làm gây cản trở ha, hay là nguy hiểm cho dữ liệu. Thế thì ở đây anh chỉ có đặt một cái tên ngắn gọn thôi thì rất khó để biết được cấu trúc bên trong là cái gì đúng không? Đấy, thì cái đấy nó chính là cái stronger security. Đấy, còn chưa kể nữa là Storm Browser thì nó là một cái dùng store ấy, thì nó sẽ chặn được cái phương pháp tấn công rất là phổ biến chính là SQL injection, chặn SQL injection rất hiệu quả đúng không? Đấy, thì nói chung chỗ này tạm thời đến thời điểm này thì mình hiểu là nó tăng cường cái tính năng bảo mật, cái khả năng bảo mật đối với cơ sở dữ liệu. Tức là bốn cái mình nhớ: một là cải thiện hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống, và hệ thống ở đây trong trường hợp này là hệ thống phần mềm. Vấn đề thứ hai nữa là nó tăng cường cái khả năng tái sử dụng mã. Vấn đề thứ ba nữa là giảm lưu lượng đường truyền, tránh cái tình huống truyền nhiều thì dẫn đến nghẽn mạng đúng không? Vào nghẽn mạng ở đây là nghẽn vào cái máy chủ đó. Và cái thứ tư nữa tức là nó hỗ trợ cho bảo mật rất tốt. Đó. Thì store trong cái hệ thống của mình ấy thì nó có mấy loại, thì thường thì nó có tất cả 4 loại nhưng mà thường thì các bạn chỉ dùng đến 2 loại thôi. Một là những cái store người ta định sẵn, người ta xây dựng sẵn và các bạn có những nhiệm vụ, có những cái nhu cầu mà cần thiết ấy, thì các bạn chỉ phải gọi những cái store procedure đấy để các bạn dùng, thì nó gọi cái đấy là system procedure. Và thông thường những cái thủ tục, những cái store procedure do hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó xây dựng sẵn ấy, SQL Server xây dựng sẵn ha, thì nó thường có tiền tố, tức là nó luôn luôn bắt đầu với chữ tên là SP gạch dưới ha, thường nó mang cái đầu này. Cái dạng thứ hai ấy, là do người dùng, người lập trình ấy, mình gọi mình chính là user đấy ha, mặc dù mình là người lập trình trên cơ sở dữ liệu nhưng mà mình dùng cái hệ quản trị của nó xem mình là người dùng luôn. Đấy là do mình tự định nghĩa, nó gọi là user defined. Còn hai dạng còn lại ha, temporary thì mình cái này giới thiệu thôi chứ thực ra mình không có ít dùng đến ha, hiếm khi dùng đến. Sau này nếu có nhiệm vụ đặc biệt có thể bạn dùng được cái này. Và cái loại thứ tư tức là extended user defined, tức là có những cái hướng mở rộng, các bạn có thể viết những cái thủ tục, cái store browser ở trên phía các cái ngôn ngữ lập trình cấp cao. Ví dụ bạn viết trên C#, bạn có thể định nghĩa một cái store browser phía cái C# để chạy thực thi hỗ trợ bên dưới server đúng không? Thì trong trường hợp như thế thì cái này phải ở mức cao bạn mới làm được. Tức là đây là những cái thủ tục này mình định nghĩa dưới dạng các cái thư viện DLL. Chữ D đầu tiên là Dynamic, L là Linking ha. Cái thứ hai nữa là Library tức là những cái thư viện liên kết động mà mình định nghĩa, rồi mình gắn vào SQL Server để thằng này nó tự động nó nạp những cái hàm mình định nghĩa từ ngoài lên để chạy. Đó, vì có những trường hợp là như vậy. Thì cái tình huống này mình không đề cập đến bởi vì ở cái mức rất khá về cái ngôn ngữ phía trên ấy, các bạn có thể
xây dựng được những cái store browser theo cái cách như vậy. Như vậy ở đây mình chỉ trong cái bài này mình chỉ đề cập đến chủ yếu là cái này thôi, cái này thôi. Còn những cái mà system procedure này nè, thì sau này tùy theo nhu cầu làm việc thực tế thì các bạn sẽ phải tự tìm hiểu thêm. Cái này thì nó cũng dễ thôi, ví dụ như store thì đổi tên, thì lát là mình có cái store đổi tên là SP rename ha, hay là có nhiều cái store khác nữa dùng nó định nghĩa sẵn, có ý nghĩa mình đọc cái ngữ nghĩa của nó mình hiểu mình có thể dùng được đó. Như trong bài này mình tập trung vào cái loại này ha, loại system, xin lỗi, user defined. Thế về cú pháp ấy, thì mình muốn tạo store thì mình sẽ làm như thế nào? Thì thực ra cái cú pháp tạo thì nó đơn giản, còn muốn tạo thì các bạn sẽ create ha. Đây chính là một cái câu lệnh mà những cái buổi đầu tiên mình học ấy, thuộc cái nhóm DDL đúng không? Create procedure. Rồi procedure các bạn muốn đặt tên là gì? Thì cái này tên mình muốn đặt gì thì mình tùy mình đặt tên, tuân theo quy ước về lập trình, tức là luôn bắt đầu bởi chữ đúng không? Không có ký hiệu đặc biệt và có thể dùng kết hợp với số. Thế thì để cho cái store này nó hoạt động theo cái mục tiêu nó linh động hơn, linh hoạt hơn thì người ta có tham số. Thì cái nó quy ước tham số trong này nó hơi đặc biệt chút nha các bạn. Luôn luôn bắt đầu từ bằng cái dấu A cộng rồi kiểu dữ liệu. Cái phần mà default này thì lát nữa mình giải thích sau, output giải thích sau ha. Đây mình hiểu para và data type là được rồi. Nếu như cái mà các bạn xây dựng cái store đấy và các bạn sợ rằng là mình muốn tăng cường cái khả năng bảo mật, tức là mình không cho biên dịch ngược đúng không? Không dịch lại thành cái mã gốc đối với cái store mà mình đã tạo, đã gắn vào database, thì các bạn có phải có cái từ khóa with encryption. Cái này thì sau này khi các bạn đi làm thì tất cả các store của các bạn đều phải encryption hết đúng không? Mục đích là để bảo vệ bản thân mình ấy, là bảo vệ cái tính, cái kết quả công việc của mình, tránh trường hợp người khác người ta mở ra người ta sửa tầm bậy, nghịch người ta sửa bậy đúng không? Hay là có ý ác ý người ta sửa bậy đó, thì lúc đấy các bạn phải nhớ dùng này. Còn lúc học thì có thể mình không cần dùng đến cái này, tại vì mình chẳng có bao giờ mình đi sửa bậy của mình đúng không? Thế rồi phía sau nữa thì mình dùng từ khóa add, và cái tập lệnh mà mình sẽ dùng để lập trình cho cái store này thì mình sẽ đặt ở đằng sau cái add này. Và đây là cú pháp mà tôi chép của thằng Microsoft ấy, thì nó khuyến cáo mình nên dùng begin end, bởi vì có thể trong store thì có nhiều hơn một lệnh đúng không? Nếu như các bạn dùng một lệnh thì không cần này đâu, không cần begin end. Ở đây nó quy ước để cái nhóm lệnh mà các bạn sẽ lập trình ở đây. Đó, các bạn sẽ là viết ở đây. Đối với trường hợp tạo, đây lúc nãy mình nói đến tạo ha. Thế còn trường hợp mà muốn sửa thì thay vì create này thì các bạn dùng alter đúng không? Cái này thì mình biết rồi, cái này đơn giản, chả cần phải nói nhiều cho nó mất thời gian đúng không? Thế về những cái trường hợp còn lại, tức là tôi muốn đổi tên, tôi muốn thi hành, tôi viết cái store rồi tôi muốn nó chạy thì tôi làm sao đúng không? Hay là tôi muốn xóa cái store đi thì lúc này tôi sẽ dùng lệnh gì? Thì lúc này mình thấy đấy, có một cái store mà nó xây dựng sẵn dùng cho việc đổi tên bất cứ một cái database object nào. Cái tên thằng đấy là SP rename đó. Thế tôi muốn đổi tên một cái đã làm được rồi. Cái này là có thể áp dụng cho store browser, có thể áp dụng cho view, cho table, cho function đúng không? Đó, thì là mình chỉ cần dùng cái store là SP gạch dưới underscore rename thì mình chỉ ra cái tên hiện tại này, rồi phẩy cái tên mà mình sẽ đổi thành là cái này là nó sẽ chạy. Thì đây chính là một cái thuộc loại system store procedure đúng không? Nếu như muốn thi hành thì nó có lệnh, các bạn muốn thi hành thì dùng lệnh execute này, execute cái store mình muốn gọi thi hành là tên là gì thì các bạn sẽ chỉ ra. Nếu có tham số thì mình cách cho mình gọi tham số vô. Ở đây thì giả thiết tôi mô tả là chỉ có tên thôi, là không có tham số đúng không? Cái thứ ba nữa là tôi muốn xóa thì làm sao, thì cái này hồi xưa mình cũng học trong những cái buổi đầu mình học trong cái DDL. Muốn xóa thì anh dùng lệnh drop. Nếu mà anh xóa cái store browser nào thì cái từ khóa tiếp theo là database object muốn tác động, tức là drop procedure. Và cái tên của cái store browser cần xóa, tức là chỉ tên ở đây. Và ví dụ mình thấy này, giả sử tôi có một cái bhol
Tại vì viết tắt của cái chữ bán hàng online đấy hả? BHOL cạch dưới PROC 1 mà mình muốn đổi nó tên nó thành là BHOL Test SP. Thì mình dùng cái lệnh SP rename như vậy. À, cũng dễ đúng không? Dễ. À, tôi muốn thi hành cái thằng store browser có tên là BHOL PROC 01. Thì lúc này mình sẽ exec. À, chỗ này mình thấy trên này thì viết exec, mà sao dưới này mình lại chỉ exec. À, có một cái đặc điểm là trong SQL Server, nếu như mà từ các cái từ mà khóa mà nó dài hơn 4 ký tự ấy, thì gọi chỉ viết 4 ký tự đầu là nó hiểu. Cho nên chỗ này tôi không cần, nếu như mình cẩn thận thì mình siêng gõ nguyên chữ SQL là nó sẽ là đúng ha. Còn đây tôi lười thì gọi exec là nó cũng hiểu luôn, đúng không? Cho nên gọi này còn thấy cái chữ này hơi kỳ đúng không? Thực ra nó là 4 chữ đầu của cái chữ bên trên này. Đó. Với trường hợp mà drop vậy đó, chữ procedure dài mà tôi viết chữ drop là nó hiểu các bạn, nó hiểu ha. Tôi muốn xóa cái mà hồi nãy đổi tên này đi, nó xóa đi thì nó hiểu. Cái phần thứ hai, vậy thì mình cú pháp để tạo, cú pháp để xóa, đổi tên, sửa, thi hành thì biết rồi đó. Bây giờ làm sao mà code? À, để code nó cũng dễ lắm. À, đây là một ví dụ. Tôi tạo ra một cái store. Mục đích của tôi là tôi lấy ra danh sách khách hàng, đúng không? Trong đó thì danh sách khách hàng tôi có sinh ra cái cột dữ liệu là giới tính để nó hiển thị. Thay vì là giới tính là 1, 0 thì tôi muốn hiển thị chữ nam, chữ nữ tương ứng với các trạng thái 1 và 0 của nó. Cho nên tôi viết cái câu lệnh select này và tôi đặt tên, tôi tạo ra cái store tên là list of customer. Đó. Và nội dung add ấy, cái phần add này mình thấy cũng đơn giản đúng không? Chỉ là câu DML thông thường thôi. À, để tôi select cái dữ liệu khách hàng lên. Và rồi tôi muốn thi hành thằng này thì chỗ này tôi gọi SQL. Đây chỗ này thì xin thì có nguyên chữ SQL nè. Thế còn nếu như mà mình mùa lười mình gọi EXEC là nó cũng chạy nha các bạn, nó cũng được, không cần phải xin gõ lời gõ 4 chữ cũng hiểu luôn các bạn. Thì trong trường hợp này các bạn thấy cái kết quả sau khi mà exec list of customer, tức là tôi gọi thi hành cái store browser mà tôi đã tạo ở trên ấy, thì nó ra kết quả bên dưới. Đó. Thì nhớ nha, tại sao tôi gọi cái, tại sao phải viết mà không viết cái câu lệnh select, thì nó ít nhất là có hai cái các bạn phải luôn luôn nhớ. Thứ nhất là tái sử dụng, sau này muốn gọi thì không cần phải gõ dài kia mà chỉ gọi chữ SQL list of customer là xong, đúng không? Vấn đề thứ hai nữa là nó sẽ chạy nhanh hơn do nó không phải mất cái thời gian kiểm tra cú pháp, ngữ nghĩa, rồi tối ưu hóa, rồi bắt đầu mới sinh mã, đúng không? Tại vì nó chỉ sinh mã một lần mà, sau này muốn dùng là nó có mã, nó chạy là ra kết quả luôn. Trên store bao giờ cũng chạy nhanh hơn các cái câu dynamic query. Mấy trường hợp mà tôi muốn sửa gõ lệnh enter thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ trên database, các bạn thấy trong cái minh họa này của thầy là trong cái database bán hàng online, và mình có cái store đây trong bán hàng online, thì cái database object của mình ấy là store browser này, do mình tạo là list of customer lúc này ấy. Bây giờ tôi muốn sửa gõ lệnh thì bình thường rồi. Đây tôi dùng chuột, tôi nhấn nút phải vào đây, đúng không? Nhấn nút phải thì nó sẽ có cái danh sách menu ấy. À, nếu mà mình SQL thì mình sẽ chọn cái lệnh SQL ở dưới này nè. Đó. Còn nếu như mà các bạn muốn sửa, trong trường hợp tôi muốn sửa, tôi alter mà đúng không? Thì tôi modify này, chọn lệnh modify. Thì bên phải các bạn sẽ thấy bên phải nó hiển thị cái, nó tự động nó sinh ra toàn bộ cái phần mã này này các bạn. Nó sinh ra toàn bộ cái đống này cho mình. Đây chính là cái nội dung nãy mình viết, mình lập trình cho cái store này. Đó. Và nó tự động nó đặt cái lệnh alter cho mình. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu như các bạn gõ, mình dùng lệnh thuần thục rồi đấy, thì mình gõ alter procedure add để gì đó là nó sẽ tự động nó đè lên cũ, được không? Đó. Thì các bạn nhớ rằng là để alter, để sửa được theo cách này nè, thì các bạn phải khi mà tạo ấy là bạn không dùng cái từ khóa là with encryption nha. Nếu mà các bạn dùng là chỗ này sẽ không, nó không cho phép mình mở cái nội dung này, đọc lại nội dung để sửa như vậy. Có hai vấn đề nhỏ, thực ra thì từ đó đến giờ mình cũng dùng nhiều rồi. Tức là trong lập trình với store thì cái quy ước là cứ một cái câu lệnh các bạn phải chấm phẩy,
đúng không? Này, một lệnh là 7 chấm phẩy, kết thúc một lệnh, quy ước là một lệnh chấm phẩy. Và nếu như có nhiều hơn một lệnh thì các bạn phải có begin end, là đây là một lệnh phải có chấm phẩy. Nhiều lệnh, nhiều hơn một lệnh cho một mục tiêu nào đó, thì các bạn phải có giới hạn tập lệnh, tức là begin end. Cái khái niệm này thì đối với các dân lập trình thì nó cũng quen thuộc, đúng không? Tại hồi xưa trong những ngôn ngữ khác các bạn cũng có khái niệm lệnh và tập lệnh, thì thằng này cũng vậy. Statement tức là lệnh, và block tức là khối lệnh hay là tập lệnh, đúng không? Đó. Thì trong cái store này đơn giản là tôi khéo biến, xong là tôi lấy dữ liệu từ cái câu truy vấn ra rồi tôi in ra, đúng không? Đây là tôi in ra màn hình. Trên dưới này các bạn thấy kết quả nó in túi sách da bò, rồi giá là 1.650.000 và cũng không có gì phức tạp, đúng không? Hai cái lệnh tiếp theo nữa cũng rất hay dùng trong việc lập trình, đấy là khai báo biến và thiết lập giá trị cho biến. Nếu như các bạn muốn khai báo một biến thì các bạn dùng cái lệnh declare. Đấy, declare. Tên biến thì luôn luôn bắt đầu bởi dấu a còng, đúng không? Đấy. Kiểu dữ liệu là gì? Data type. Thế còn đối với cái trường hợp mà các bạn muốn thiết lập giá trị thì nó cái này nó hơi ngược ngược với những cái ngôn ngữ lập trình như C hay Java hay C# gì đó mà các bạn học ấy. Thì là thằng này muốn gán giá trị phải dùng lệnh set. Nó hơi khác thường chút ha. Thì bên đằng sau thì vẫn bình thường thôi, tức là tên biến và giá trị cần gán. Đó. Thì các bạn thấy vẫn là cái ví dụ lúc nãy thôi, tôi mô tả chỗ này mình thấy có declare, tôi có hai cái khai báo biến product và biến price, kiểu Enervatra với lại kiểu big in, đúng không? Đó. Rồi tôi muốn set ở đây thì tôi set ở đây thì tôi viết thành hai lệnh, nhưng thực ra các bạn biết là có thể dùng lệnh select để set cũng được nha. Trong trường hợp này tôi dùng đúng cái vụ pháp của set cái biến biến product bằng cái kết quả của câu lệnh thì thi hành trả về giá trị bao nhiêu thì nó chính là một cái giá trị thống nhất được gán trong product. Tương tự với biến price cũng vậy ha, nó nhận giá trị là cái giá bán mà nó select, cái lệnh select này nó thi hành được. Thì trong trường hợp các bạn lấy cái này là một cái giá trị là kết quả gán cho price thì các bạn nhớ chỗ này phải có mở ngoặc này, và cuối này phải có đóng ngoặc này. Đó. Mình không có mở ngoặc cặp ngoặc đấy thì nó sẽ bố lỗi, đúng không? Hoặc ví dụ ở trên này như thế này, tôi declare một cái biến đếm trong cái màn hình, cái phần mà để viết script ấy, các bạn declare một cái biến, sau đó các bạn set biến đấy bằng 1001, rồi mình in ra print biến đếm ra thì mình thấy kết quả nó in ra cho mình. Đây là mình test, mình thử cái tình huống việc dùng mấy cái lệnh này. Các bạn biết rằng là tham số thì mình hiểu rồi, đúng không? Hồi nãy trong cái phần cú pháp có cái chỗ tôi bảo là từ từ lát nó giải thích, đúng không? Thì bây giờ giải thích này, nó gọi là default parameter meter. Thế trên thực tế cái biến này, kiểu in, nếu mà để đến đây thôi á, thì khi chạy là phải truyền tham số. Nhưng mà có những cái mà thường dùng ấy, mặc nhiên người ta muốn là cái giá trị đấy là cái số, mặc nhiên nó có cái số gán cho nó, để nếu như không cần thiết thì mình không đưa cái value vào, nó cũng hiểu là nó sẽ tự động lấy giá trị mặc định, nó dùng để làm điều kiện truy vấn. Thì trong giả thiết trong cái tình huống này, tôi hiển thị danh sách các cái sản phẩm theo mức giá từ 0 đến 5 triệu và tôi muốn rằng nếu như muốn người ta đưa, người ta cứ gọi cái tên là list of product in range, là nó hiển thị ra tất cả những sản phẩm có giá bán từ 0 cho đến 5 triệu là nó sẽ thỏa mãn, đúng không? Thế nhưng trong trường hợp khác, nếu như tôi muốn hiển thị những cái giá từ 2 đến 3 triệu thôi thì chỗ này tôi tự động tôi chuyển cái tham số chỗ này này, tham số khi mình gõ vào mình cho 2 triệu rồi phẩy 3 triệu, đúng không? Thì trong trường hợp như thế nó cũng hiểu luôn, thì người ta sẽ dùng một cái người ta gọi nó là default parameter. Thì ở đây default chẳng qua là gọn gán thêm cái giá trị, nếu như các bạn không đưa tham số thì mặc nhiên nó sẽ lấy giá trị này. Đó. Thì cái việc mà dùng default parameter ấy, nó giúp cho cái việc gọi cái store nó linh hoạt hơn. Nhưng các bạn thấy chỗ này mặc dù có hai tham số nhưng ở dưới này cái lệnh này của tôi hoàn toàn tôi không có tham số nào hết, nó cũng hiểu, đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là người ta gọi là default parameter là như vậy. Đó. Tôi đưa ra giá trị mặc định, nếu như tôi không đưa vào thì mặc nhiên min nó sẽ bằng 0 và max sẽ là 5 triệu. Còn trường hợp tôi đưa vào thì nó sẽ khác, đúng không? Nó sẽ theo cái mà tôi đưa vào. Cái tình huống thứ hai cũng thuộc cái nhóm này, thầy nói lát nữa giải thích sau ấy, nó chính là SP output, đúng không? À tính là output parameter.
Tức là nếu như có những trường hợp mà các bạn muốn kết quả của cái tham số đấy sau khi xử lý sau này xong ấy, thì ở cái nơi gọi sẽ nhận được cái giá trị xử lý mà không phải là kết quả của cái hàm này. Thì chỗ này các bạn thấy tôi dùng cái biến này là output này. Thì đây là một ví dụ, các bạn nhìn vào cái phần code ở dưới này nhá. Phần code ở dưới này. Đấy. Thì tôi viết cái này trong script thôi chứ không có lập trình, không có gì hết ha. Thứ nhất tôi khai báo một cái biến là num of product. Sau đó tôi khởi gán giá trị cho biến này bằng 0. Sau đó tôi thi hành cái biến này. Thi hành cái này và tôi chuyển cái biến number product output này để sau khi mà cái hàm detail order by id, tức là nó chạy vào trong này, nên sau khi thi hành nó chạy vào đây này. Nó thi hành xong thì cái kết quả của cái tham số thứ hai này trong trường hợp ở bên ngoài này chính là cái number product nó sẽ bị biến đổi bởi cái quá trình xử lý ở trong này, thì nó ảnh hưởng đến cái biến ở ngoài, đúng không? Tại vì mình thấy là đây là hai cái khu vực khác nhau này, thằng này của trong cái store này, còn bên dưới này là cái lệnh tại thời điểm mình thực thi. Thì mình muốn là trước khi sau khi thực thi thì cái biến mà mình truyền vào nó sẽ thay đổi giá trị nhờ cái store này. Thì tôi dùng nó dưới dạng là output này các bạn. Khi mà các bạn khai báo là output và khi các bạn truyền vào, các bạn cũng đặt cái từ khóa output để nó hiểu rằng là xử lý xong thì nó ảnh hưởng đến cái biến nằm ở ngoài này cho tôi. Và trên này các bạn thấy sau khi làm thì tôi in ra cái số sản phẩm, mà cái chỗ màn hình chỗ này tôi lại không nhìn thấy cái chữ đây, đúng không? Đấy, lúc chụp đấy, chụp ảo thiếu một cái dòng chữ này. Nếu mà mình bấm vào cái message này mình sẽ thấy đây này, tôi có làm đấy ha, mà tại quên là mình đã làm, đúng không? Chỗ này message này nó sẽ hiển thị cái số sản phẩm đã mua là cái này, đấy là số 4, đúng không? Đấy, cái biến trong gì trước khi quan thấy nhá, trước khi mà exact là cái biến number product bằng 0, nhưng mà sau khi mình thi hành xong thì cái biến number product nó bằng 4. Còn cái việc dùng cat ở đây ấy, thì các bạn thấy rằng number product này nó là kiểu in này. Trên này mình khai báo là kiểu in đây. Đây kiểu in đây ha. Thế nhưng mà chỗ này thì mình ghép với cái chữ này, đây chữ mà ghép với số thì nó báo lỗi. Cho nên mình dùng cái hàm cast, hôm trước mình nói về function ấy, mình dùng hàm cast hoặc convert. Trong trường hợp này tôi dùng hàm cast, tôi đổi cái biến mà kiểu số này, add varchar, tôi đổi nó thành kiểu varchar. Trên chỗ này tôi lấy chữ ghép với chữ sẽ ghép được, đúng không? Và chắc chắn trong trường hợp này tôi dùng output parameter meter là như vậy. Thì trên thực tế có những lúc bạn muốn xử lý ha, mà cái kết quả nó ảnh hưởng đến cái nơi mình gọi cái store đó, thì mình dùng output parameter. Cái này nó rất là hữu dụng đấy ha. Có điều hiện giờ có thể mình cảm thấy chưa biết sẽ dùng như nào, thầy chưa dùng bao giờ thì chưa thấy, đúng không? Có hai cái hàm con phải biết, một hàm với một lệnh. Cái hàm row count này tức là đây là một cái hàm hệ thống, các bạn thấy này, hôm trước mình nói trong cái bài về function á, thì cái hàm hệ thống thì mặc nhiên thằng SQL nó thường, thằng Microsoft ấy nó thường dùng hai dấu hoa cộng, đúng không? Để nó phân biệt với những cái mà do người lập trình là mình ấy, định nghĩa là một cái dấu thôi. Thế nếu các bạn đặt hai dấu được không? Được luôn đó các bạn. Thế nhưng mà thực ra không ai làm như vậy, vì làm như thế để phân biệt mà mình làm mà cuối cùng không phân biệt được thì lại là không nên, đúng không? Thì nó đọc về đây này, nó báo là cái hàm row count này nó trả về cái giá trị số là số cái dòng mà nó được thực thi bởi cái lệnh kế trước, last statement. Tức là trước cái khi gọi cái hàm này thì cái lệnh đó nó chạy, nó tác động lên bao nhiêu dòng tất cả thì nó sẽ trả về kết quả, đúng không? Cái này cũng cần, đôi khi cần. Cái lệnh set no count này cũng quan trọng này các bạn. Thường các bạn nếu như mình hay đọc những cái store mà do người khác viết ấy, thì mình thường thấy là người ta là hay có cái lệnh trước khi mà lập trình trong store hay function, người ta hay dùng cái lệnh set no count on. Thì cái này nó sẽ làm cho đem lại cái lợi điểm ở bên dưới cái câu màu đỏ, các bạn thấy này, nó sẽ làm giảm cái lưu lượng, cái network traffic, tức là giảm cái lưu lượng truyền đối với cái máy chủ cơ sở dữ liệu đấy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà mỗi một lần tác động database theo nguyên tắc là tường minh và rõ ràng ấy, ha, tường minh hay là rõ ràng đó, thì mỗi một lần nó thi hành xong, kết quả nó sẽ báo chạy xong được một lệnh ảnh hưởng lên bao nhiêu record. Thế mình chạy lệnh khác thì nó lại báo đã tác động lên bao nhiêu thần record. Tức là mỗi lần mà nó thi hành một lệnh thì nó lại báo kết quả thực thi, đúng không? Và như thế thì mình thấy là database server mà nếu mà
nó cứ báo như thế, mà trong cái Storm Browser mà mình chạy nó báo liên tục, thì cái việc mà cứ gửi ra gửi vào đối với database server là nó sẽ bị quá tải, nó sẽ bị làm nghẽn mạng, đúng không, nghẽn mạng vào cái máy chủ đó. Cho nên thường trong store mình, người ta viết có thể xử lý phức tạp nhiều vấn đề, và người ta chỉ mong muốn là nó báo lần cuối cùng thôi. Cho nên là trước khi mà lập trình, bao giờ người ta cũng set nocount là on, trước khi chạy cái thủ tục ấy, bao giờ nó set nocount on, để trong đấy chạy thì cứ âm thầm không có báo, đến khi ra kết quả thì mới báo, đúng không, là cái kết quả của cái hàm hay cái store nó mới trả về. Thì cái lệnh set nocount này là thường người ta sẽ đặt set nocount on, sau đó khi mà kết thúc cái hàm hay là cái store browser đấy, thì người ta lại đặt nó trở lại set no call off, tức là mỗi lần làm gì đấy thì nó lại báo tiếp, đúng không? Đó, thì cái này người ta nói là nó giúp cho việc tăng cái hiệu suất thực thi, đúng không? Giảm cái lưu lượng truyền thông đối với cái máy chủ đó, nó giảm tải cái giảm cái việc truyền thông, đúng không? Vấn đề thứ ba đấy chính là các cấu trúc điều khiển trong store. Cái này thì mình nói nhanh thôi, tại vì mình đã được học qua nhiều về những cái môn lập trình ở những học kỳ trước ấy. Ví dụ như cơ sở lập trình thì các bạn biết rằng trong điều khiển chương trình thì mặc nhiên ấy là cấu trúc tuyến tính, cấu trúc tuần tự ha. Tức là anh viết lệnh thứ nhất, viết lệnh thứ hai, viết lệnh thứ ba, thì cái quy trình thực thi của nó mặc nhiên là nó sẽ thi hành một cách tuần tự từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng. Đó. Đấy, dựa vào cái cơ sở đấy mà gọi là nền tảng gọi tư duy thuật toán để còn viết, đúng không? Thế thì nếu mà viết theo tuần tự như thế thì nó đôi khi nó không linh hoạt, thì có những trường hợp người ta có những lệnh nó chỉ thi hành khi thỏa mãn một điều kiện nào đấy thì các bạn mới cho thực thi cái lệnh đó, thì trong tình huống đó nó có những cấu trúc trúc và dễ nhánh, đúng không? Hoặc là có những công việc mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì người ta dùng đến cấu trúc lặp để xử lý. Thì control flow tức là những cái cấu trúc lệnh mà các bạn có thể dùng trong lập trình với store browser đối với trong TSQL ấy, ha. Thì cấu trúc thứ nhất ở đây có thể dùng là cấu trúc dễ nhánh là if L. Thì trong này cấu trúc dễ nhánh nó chỉ có một cái thôi, if L. Nó khác với việc các bạn học trên C hoặc là Java, C Sharp gì đấy, những cái ngôn phát triển từ C là nó giống nhau, đúng không? Thì ở đây nó chỉ những cái ngôn ngữ đấy thì nó có gì ta, có if L, có switch case, đúng không? Đấy, nhưng mà trong này thì nó chỉ có if L, không có switch case. Cho nên đừng cố gắng để đi tìm xem cái lệnh switch case là lệnh nào, đúng không? Ở trong TSQL chỉ có if L. Ví dụ ở bên dưới này tôi chép một cái minh họa. Đây là minh họa của Microsoft các bạn, không phải thầy viết đâu. Thì các bạn thấy này, cái hàm này cũng rất hay các bạn. Đây là nếu như các bạn muốn biết cái ngày tháng đó là ngày thứ mấy viết bằng chữ ấy, thì nó có một cái hàm rất hay như là hàm date name, các bạn hàm date name mà các bạn chỉ ra weekday tức là cái ngày trong tuần này, và chỉ ra cái này là cái dữ liệu, chỗ này thì đổi cái con chuột một chút, đây chính là cái dữ liệu ngày tháng này. Các bạn muốn biết cái ngày đó là ngày thứ mấy thì các bạn sẽ gọi date name, cái này là interval của nó là weekday, và các bạn chỉ ra cái dữ liệu đó thì nó sẽ trả về, ví dụ trong trường hợp này nó sẽ trả về là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, rồi Sunday, đúng không? Thế thì trong trường hợp này, chỗ này tôi chỉ if thôi. Nếu mà cái ngày của cái dữ liệu get date tức là ngày hiện hành ấy là thứ bảy hay là chủ nhật thì tôi sẽ in ra màn hình cái chữ là weekend tức là ngày nghỉ. Còn nếu không ấy thì nó sẽ in là ngày trong tuần tức là weekday. Các bạn có thể dùng cái này để test thử để xem cho ngày sinh của mình, ngày xưa mình sinh ra là thứ mấy được đấy các bạn. Mình get mình date name, select date name rồi chỉ which day rồi phải rồi mình nhập vào cái ngày tháng năm sinh của mình là mình sẽ biết là cái lúc đấy em đẻ ra là ngày thứ bao nhiêu, đúng không? Đó. Đấy là cấu trúc if else các bạn. Có một cấu trúc dễ nhanh cũng đúng một cái là if else. Cái cấu trúc thứ hai là lặp thì nó cũng chỉ có một cấu trúc lặp thôi. Những ngôn ngữ kia các bạn có for này, có while này, có do while này, đúng không? Thậm chí với Java hay C Sharp nó còn có thêm một cấu trúc mà C cũng có, đây chính là for each, đúng không? Nhưng mà trong TSQL thì nó chỉ có mỗi cái thôi, đó là cấu trúc lặp là while. Và lặp ở đây while là nó sẽ lặp khi nào điều kiện này nè, điều kiện
điều kiện được chỉ ra đây là thỏa mãn, điều kiện này là true thì nó chạy chạy các lệnh như thế này, đúng không? Chạy lệnh hay chạy khối lệnh thuộc cái while này. Và ngoài ra thì trong quá trình làm đấy các bạn có thể đưa thêm các cái lệnh break hay continue nữa. Đó, thì đây người ta nói, thay đổi con trò chút ha. Ở đây người ta nói là cái vòng while này nó lặp khi mà lặp mà để điều khiển các cái cấu trúc lệnh ở bên trong này, cho đến khi nào gặp lệnh break hay là continue thì nó sẽ hoặc là nó ngưng vòng lặp hoặc là nó chuyển sang cái là lặp kế tiếp nếu mà bạn dùng continue. Thì ở trên này một cái ví dụ tôi viết trong cái script thôi, tức là tôi lặp khi mà biến counter nhón bằng 5, tức là ban đầu tôi khai báo nó bằng 1, đúng không? Và tôi lặp khi nó nhón bằng 5 và tôi in ra. Thì trong quá trình lặp các bạn thấy này, nó cứ lặp đi lặp lại cái hành động in cái biến counter ra màn hình, sau đó nó tăng cái biến counter này lên 1, đúng không? Và nó kiểm tra khi mà counter lớn bằng 6, tức là nó không thỏa mãn thì nó ngừng không chạy nữa. Cho nên trên màn hình thì kết quả bạn thấy nó thi hành là in ra tất cả là 5 dòng. Đó, nó in ra 5 dòng. Các lệnh break và continue thì break, thực ra break và continue nó cũng giống như trong C ấy. Tức là nếu như mà thỏa mãn cái điều kiện, thường nó dùng với if nha, chứ không bao giờ nó dùng không. Dùng không thì nó lại vô nghĩa, đúng không? Thường thì nó dùng với cấu trúc if. Đó, nếu mà thỏa mãn thì break, tức là nó sẽ không lặp nữa. Thế còn trường hợp mà nếu như bạn dùng continue thì giả sử như thế này nè, thông thường các lệnh nó sẽ thi hành từ đây đến đây rồi đến đây, hết cái lệnh này thì nó lại vòng lên, nó lại vòng từ đây lên đây, đúng không? Nó lại vòng đây. Thế nếu như các bạn continue gặp thỏa mãn điều kiện này này mà nó continue ấy, thì nó sẽ không thi hành ở chỗ này nữa mà nó vòng lên đây, nó chạy luôn. Đó, thì continue thì nó khác với break như vậy. Thằng break ấy thì là nó gặp cái này nó thỏa mãn thì nó nhảy khỏi vòng while, nó kết thúc luôn, nó nhảy nó kết thúc ở đây luôn. Còn thằng continue thì nó gặp thỏa mãn nữa thì nó nhảy đến đây, nó set điều kiện tiếp, nó chuẩn bị cho vào cái lần lặp kế tiếp. Thì mình cũng nói chung mình cũng ít dùng đến continue ha, cũng có tùy theo thuật toán các bạn sẽ dùng, nhưng mà các bạn hay dùng break nhiều hơn. Một cái đối tượng nữa là trong quá trình các bạn lập trình với cơ sở dữ liệu ấy, thì có một cái loại đối tượng, một loại dữ liệu đặc biệt, nó gọi là cursor, rất hay dùng các bạn, rất hay dùng. Và trên màn hình mà các bạn đang nhìn thấy ở đây này là các cái bước mà cái cursor nó hoạt động. Thế thì bây giờ cursor là cái gì và tại sao là phải dùng nó, thì mình sẽ đi về cái khái niệm. Các bạn không có cái này là rất khó nha các bạn. Thì trong quá trình mà các bạn tưởng tượng, các bạn nhìn trên màn hình này, đâu rồi tôi, à đây đúng rồi. Có những lúc các bạn truy xuất ra một cái danh sách dữ liệu như thế này, một danh sách dữ liệu này, và các bạn mong muốn là duyệt đến từng dòng, đúng không? Đọc dòng này, rồi sau khi đọc dòng này xong rồi chuyển sang dòng kế tiếp để mình lấy dữ liệu, mình truy xuất vào từng dòng này, thì mình không biết làm sao để mình làm. Đó, thì đây nó có giải thích cho mình là Microsoft SQL Server thì nó sinh ra một cái bộ dữ liệu, đúng không? Là cái kết quả của một cái lệnh mà các bạn truy vấn trên database, ví dụ lệnh select chẳng hạn. Thế nhưng mà trong một thời điểm ấy thì mình lại mong muốn truy xuất đến một dòng thôi. Một dòng trên cái tập này. Giả sử như các bạn lặp để các bạn duyệt trên tất cả các dòng này, các bạn làm cái gì đó, đúng không? Thì cái việc mà các bạn dùng cursor ấy thì nó sẽ cho phép các bạn duyệt trên cái tập dữ liệu đó, đúng không? Để mình có thể mình lấy giá trị của từng dòng tại cái thời điểm đó. Thì mình bây giờ quan sát trên màn hình thấy có làm cái animation cho cái khung màu đỏ. Thì khi các bạn mở lên cái con trỏ, các bạn trỏ vào cái result set này thì bắt đầu nó dịch đến đấy, mình thấy mỗi lần cái màu đỏ này chính là cursor đấy, duyệt đúng một dòng đấy. Và quá trình mà mình duyệt như thế, mình sẽ dùng cái lệnh fetch trong cái cấu trúc sơ đồ lúc này ấy, thì nó sẽ là mỗi lần mình fetch là nạp dữ liệu. Fetch là viết tắt của viết cái từ đấy là chữ F E, E là chữ E, F E T C H, đúng không? F E T C H, đúng không? Fetch, một lần fetch dữ liệu. Và khi bạn fetch như vậy là fetch next, tức là đọc sang cái dòng kế tiếp. Bây giờ mình thấy nó đọc từ dòng đầu tiên vào cuối cùng ấy, là người ta loop, người ta lặp đi lặp lại cái việc khi mà vẫn còn đọc được dữ liệu thì nó fetch next, là nhảy sang dòng kế tiếp, nhảy sang dòng kế tiếp.
Và đương nhiên nó chỉ phép đến lúc nào nó hết thôi. Các bạn thấy con trỏ đang dùng màu đỏ đấy ha, đấy chính là cursor của mình đang dừng ở cái vị trí cuối cùng, phép đến khi mà không còn dữ liệu nữa thì nó sẽ ngưng lại. Và làm sao để ngưng thì mình phải dựa vào cái hàm để mình đọc cái trạng thái của con trỏ. Thế thì lát nữa mình sẽ nói về cái chuyện đó, đúng không? Như vậy thì các cái bước để sử dụng cursor thì chỗ này mình thấy là bước đầu tiên ấy là các bạn phải khai báo muốn sử dụng con trỏ để duyệt một cái tập giá trị mà các bạn truy xuất được, thì mình phải khai báo một con trỏ. Và mục đích của việc khai báo con trỏ là để làm gì? Để duyệt ha, travel trong trường hợp này, đi tìm một chuột ha. Travel cái duyệt trên một tập các cái dòng trong cái bảng recurset, cái bảng kết quả mà bạn truy vấn được này, thì đầu tiên phải khai báo. Sau khi khai báo xong ấy, thì các bạn phải mở cái con trỏ là open cái cursor đó. Cú pháp open như nào thì lát nữa mình có cú pháp cụ thể, đúng không? Bây giờ thì mình gọi cái biết là cái nguyên tắc, cái cơ chế là bước thứ hai là mình phải open nó lên. Sau khi mà open ấy, thì mình phải fetch, đúng không? Mình phải fetch dữ liệu, tức là ở đây thì có ghi chú là load một cái dòng dữ liệu và trong từ cái bảng kết quả và trong cái cursor của mình, thì mình sẽ đọc, mình sẽ dùng cursor để mình lấy giá trị ha, từng giá trị một. Đó. Thế quá trình fetch này nó sẽ fetch khi nào mà vẫn có đọc được, đúng không? Thì các bạn thấy là nó fetch xong rồi nó kiểm tra là còn dữ liệu không? Nếu mà mình đọc từ đầu đến cuối nha, thì lúc đấy lúc buộc mình phải dùng lọc đấy, dùng while. Fetch xong rồi các bạn đọc xem là đã còn dữ liệu không? Nếu mà còn không và vẫn tức là đã rỗng chưa, đã hết dữ liệu chưa, empty chưa, trong trường hợp đã hết dữ liệu chưa, chưa thì nó quay lại nó fetch tiếp, đúng không? Quá trình này nó sẽ được lặp đi lặp lại, đúng không? Nó repeat cho đến khi nào mà empty bằng true, tức là hết dữ liệu rồi, thì mình sẽ ngưng, đúng không? Thì mình sẽ kết thúc vòng lặp. Khi mà kết thúc thì các bạn phải close, đúng không? Close để mình giải phóng cái vùng nhớ. Thì túm lại thì quá trình này nó gồm có 5 bước. Thì bắt đầu tiên mình declare, tức là nó cấp phát bộ nhớ cho con trỏ hoạt động. Và khi mà con kết thúc rồi thì nó phải thu hồi bộ nhớ, tức là deallocate memory, để thu hồi bộ nhớ. Chứ nếu mà cấp phát hoài mà không thu hồi thì bộ nhớ nó sẽ hết, đúng không? Tức là cái máy tính của mình nó sẽ không chạy được. Vậy thì lúc nãy giờ nghe thì cũng hơi hiểu, đúng không? hơi hiểu. Thế nhưng mà mình vậy thì tôi muốn khai báo thì khai báo như thế nào? Đấy thì nó có từ khóa này các bạn. Muốn khai báo một con trỏ thì vẫn là khai báo biến bình thường thôi, thì mình declare, đúng không? Tên con trỏ muốn đặt là gì tùy mình. Cursor name. Và kiểu dữ liệu lúc nãy thường thường mình declare thì tên biến thì chỗ này là kiểu dữ liệu, đúng không? Thì trong trường hợp này kiểu dữ liệu chính là cursor, kiểu dữ liệu tên là cursor. Và mình khai báo cursor đấy cho cái bảng dữ liệu của câu lệnh select nào thì chỗ này gọi là có từ khóa for nào. For, đúng không? Và cái khúc đằng sau này là các bạn gõ câu select thôi, các bạn gõ câu lệnh select ấy. Select cái gì, từ table nào, điều kiện ra sao thì các bạn gõ giống bình thường đó. Thì chỗ này khai báo là phức tạp nhất, đúng không? Thì mình nhớ nhá, chỗ này để xóa những cái đã đánh dấu để mình thấy những cái màu xanh đó, là từ khóa các bạn phải dùng đúng như thế. Tức là tôi khai báo một cái con trỏ có tên là gì do tôi đặt. Và vì nó là con trỏ cho nên là mình chỗ này mình phải chỉ ra cái từ khóa là cursor. Thì thực ra cursor chính là một kiểu dữ liệu, một kiểu dữ liệu đặc biệt của TSQL. Thế rồi cursor đấy nó dành cho cái bảng dữ liệu của câu lệnh nào thì chỗ này còn có for này, đúng không? For và cái câu lệnh các bạn đưa vào đây. Đó. Sau khi khai báo rồi thì mới là khai báo thôi chứ chưa tồn tại, anh phải mở cái con trỏ đó trong bộ nhớ. Thế lúc này mình phải open, hồi nãy cái tên này là gì thì chỗ này mình đặt tên là đúng như vậy. Đó. Rồi quá trình mình fetch dữ liệu từ cái cursor đấy mình dùng cái tên này, đúng không? Lát là phía sau nó sẽ có cái lệnh fetch. Thì chỗ này mình mới tập mà nhớ cú pháp của khai báo rồi mở. Sau khi mà dùng xong rồi thì các bạn đóng thì mình dùng lệnh close. Và tên của cái cursor lúc nãy mình đặt tên là gì thì chỗ này mình sẽ chỉ ra cái tên của nó. Tại vì các bạn open rồi thì các bạn mới close được, đúng không? Và cuối cùng thì bao giờ nó có cái lệnh deallocate, tức là mình thu hồi bộ nhớ. Anh cấp phát nên thu hồi chứ. Đó, thì cái con trỏ lúc ban đầu đặt tên là gì mà mình muốn thu hồi ấy, thì mình sẽ chỉ ra đúng tên của nó đây. Và đây là ví dụ, đúng không? Giả sử tôi khai báo một cái con trỏ có tên là product cursor. Đó. Và cái con trỏ này mục đích của nó là để làm gì? Để duyệt cái danh sách những cái sản phẩm có mức giảm giá, có được giảm giá, tức là giảm giá lớn hơn không, đúng không? Thì đây là câu lệnh select thông thường này.
Thì đây tôi khai báo cái con trò này này, để nó đọc, có thể duyệt từng dòng của cái câu select này, của cái kết quả do cái câu select để nó tạo nên, đúng không? Đó. Rồi tôi muốn mở nó, tôi khai báo đây rồi nhá, tôi muốn mở nó để dùng thì lúc này tôi phải open. Đó, cái tên chỗ này mình đặt tên mình chỉ ở đây. Chỗ chấm chấm này là lát nữa mình duyệt, mình đưa thuật toán vào chỗ chấm chấm, đúng không? Đây mình mới đang nói chuyện declare, open, close và deallocate. Đó. Thế rồi tôi mở nó rồi, tôi làm việc xong rồi, bây giờ tôi muốn đóng nó lại thì chỗ này thì tôi phải close cái tên của nó. Đây tên nó đây, đặt đúng nãy khai báo như nào thì đặt close đúng cái tên đấy. Và mình thu hồi bộ nhớ thì mình cũng dùng đúng cái tên đó, dễ đúng không? Theo cú pháp nó cũng đơn giản này. Cái lệnh fetch nó phức tạp cho nên mình mô tả tách rời so với mấy cái lệnh kia. Và đấy là lý do tại sao lúc này không đưa cái này chung với đống đó. Thế thì mỗi lần mà tôi muốn duyệt, tôi nạp dữ liệu ấy, thì tôi phải dùng cái lệnh fetch. Fetch thì có thể dùng một trong các cái từ khóa là next, tức là tôi đọc cái dòng kế tiếp, hay đọc cái dòng kế trước là chỗ này chắc là priority đấy ha, priority tôi đọc cái dòng kế trước, kể ra nó để là previous thì hay hơn đúng không? Thì tại vì cái chữ này do thằng Microsoft nó đặt, thì cái chữ prior đấy chính là cái từ mà để đọc cái dòng kế trên. Đó. Ví dụ hiện giờ là đang dòng thứ ba mà mình muốn đọc dòng thứ hai, mình quay trở lên đọc dòng thứ hai thì mình fetch prior đúng không? Đó, thế nếu mình muốn đọc tự động vô một cái đọc dòng đầu tiên luôn thì mình fetch first, đọc dòng đầu tiên ha, hay là mình muốn đọc dòng cuối cùng thì fetch last, đúng không? Thì trong cái cú pháp thì còn biết rằng từ đầu đến giờ mình học cú pháp rất nhiều rồi, cho nên nếu như thành phần trong ngoặc vuông ấy là có thể có mà không có cũng được, và nếu có mà nó có gạch đứng như này tức là hoặc, tức là dùng một trong những cái này, không thể nào dùng cùng lúc bằng này cái được, vô nghĩa đúng không? À, một lần chỉ có thể là dùng fetch next hay là fetch prior hay là fetch first hay là last, mà fetch từ cái thằng nào, à từ con trỏ thì chỗ này mình có from, và hồi nãy mình khai báo tên là gì ấy, thì mình chỉ cái tên của cái cơ sở đó. Đó, và khi mình fetch thì mình muốn đẩy dữ liệu vào biến ấy, thì lúc này các bạn thấy là chỗ này nó có cái into variable, thì đây là giả thiết này, đây là ví dụ tôi khai báo một cái biến, hai cái biến để hỗ trợ cho nạp dữ liệu từ con trỏ, và hai biến đó, một là biến tên, hai là biến giá, đúng không? Hai biến. Sau đó tôi khai báo một con trỏ tên là product cursor, để tôi đọc dữ liệu là những cái sản phẩm, tôi đọc chỉ có hai cái là đọc tên sản phẩm và giá bán đấy, những cái sản phẩm nào có giảm giá, đúng không? Thì tôi đặt là giảm giá lớn hơn không. Thì lúc này tôi đọc cái dữ liệu của dòng kế tiếp là fetch next from này, đấy mình dùng đúng cú pháp chỗ này, fetch next from, đúng không? Từ đâu? Từ con trỏ này, tôi nạp từ con trỏ này và trong hai cái biến tên và biến giá để nhận giá trị của cái dòng tương ứng tại thời điểm đó. Dễ đúng không? Dễ hả? Đó. Tại qua mình chưa quen thì nó hơi kỳ. Trước khi lập trình thì các bạn phải biết một cái hàm. Đây là một cái hàm là nó mô tả trạng thái. Ha? Đây nó nói nè. Đây là cái hàm nó trả về cái trạng thái của cái con trò ha? Trạng thái cuối cùng của con trò khi mà mình thực hiện lệnh fetch. Đó. Thế thì các bạn thấy rằng là nó có, ở đây thì nó có chi tiết thì các giá trị trừ 1 là gì, trừ 2 là gì, trừ 9 thì các bạn tự đọc lấy ha. Nhưng mà mình biết rằng là nếu như cái hàm fetch status này nó bằng 0, tức là nó đọc được dữ liệu. Còn nếu như nó khác không, cụ thể là có thể bằng trừ 1, trừ 2 hoặc trừ 9, tức là cái trường hợp đấy có lỗi khi đọc dữ liệu. Đấy, thì sau này mình lọc, còn đọc tốt thì là cứ fetch status bằng 0 thì mình lọc, đúng không? Còn nếu như nó khác không cái, tức là nó có lỗi thì nó ngừng lại. Mình còn nếu mình muốn biết xem là lỗi đấy là lỗi gì thì mình đưa ra những phương án xử lý tiếp theo, thì lúc đấy mình xét nó bằng trừ 1 thì mình sẽ làm gì đó, đúng không? Bằng trừ 2 thì làm gì đó, bằng trừ 9 là bằng gì đó. Còn nếu bằng 0 thì biết là đọc tốt, đúng không? Vẫn còn đọc được. Một cái hàm nữa chính là hàm cursor rows, tức là cái vị trí của cái dòng mà mình cái số lượng dòng mà nạp đó, đúng không? Đọc được cái cursor rows. Đó. Thì ở đây nó sẽ trả về giá trị là n, tức là đọc được bao nhiêu dòng, đúng không? Đó. Thì cái hàm này nó trả về cái vị trí của dòng hiện hành ấy, thầy vừa giờ thầy nói hơi không chính xác lắm, đúng không? Return về cái giá trị số nó xác định cái vị trí ha, của cái dòng hiện hành mà con trỏ vừa mới duyệt. Ha, mới duyệt đến
Trên này thì tôi viết chỉ thuần là script đây, chứ chưa liên quan đến store hết nha các bạn. Để là viết đây nè. Thì mình thấy rằng đầu tiên tôi khai báo một cái biến như hồi nãy là biến tên sản phẩm, biến giá và biến N. Thế sau đó tôi khai báo một con trỏ là product cursor. Để mục đích của tôi là tôi sẽ duyệt trên cái bảng, cái record set, cái bảng giá trị sinh ra bởi cái lệnh select này. Thì bước thứ nhất, sau khi bước thứ nhất là khai báo nè, đây là bước 1 đúng không? Bước thứ hai là mình mở con trỏ lên, tức là mình open product cursor. Sau đó mình tiến hành mình nạp dữ liệu. Bước thứ ba là fetch next. Nạp dữ liệu vào xong ấy thì tôi biết là sẽ có nhiều dữ liệu, cho nên lúc này tôi sẽ dùng đến cấu trúc lọc này. Tôi fetch khi mà còn đọc được dữ liệu. Tôi fetch xong nó bằng 0 tức là đọc được đúng không? Thì tôi sẽ tăng biến đếm lên 1. Đó. Và tôi in ra cái tên sản phẩm tại cái lần thứ nhất đó. Rồi tôi in ra giá bán ha, in ra giá bán. Cash chẳng qua là đổi từ số ra chữ để ghép vào với cái chữ này thôi nha. Thế sau khi in ra xong rồi tôi lại fetch tiếp xem có đọc được nữa hay không. Đúng không? Tôi fetch tiếp. Fetch tiếp xong rồi thì tôi kiểm tra nếu như mà vẫn đọc được, đúng không? Vẫn đọc được thì tôi lại xuống đây tôi lại cộng biến N lên rồi tôi in ra rồi tôi lại fetch tiếp. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại khi mà fetch status bằng 0 tức là còn đọc được dữ liệu. Nếu như mà không đọc được nữa tức là fetch status nó sẽ bằng số khác không, đúng không? Thì cái vòng lặp này sẽ kết thúc, thì tôi sẽ đóng con trỏ lại. Tôi thu hồi bộ nhớ đã đi allocate, ví dụ như vậy. Thì đây là cái mô tả cho việc mà các cái bước mà tôi dùng 5 bước, gồm có declare một cái cursor, sau open, rồi fetch, rồi close và cuối cùng là đi allocate, tôi thu hồi bộ nhớ lại. Đó. Và trên màn hình kết quả mà nó thi hành, tên sản phẩm nó sẽ xuất ra các cái mục, đúng không? Giá bán, tên rồi giá bán, tên giá bán, cái in lên vậy đó. Vấn đề cuối cùng trong cái phần học này chính là exception handling. Tức là nếu như trước đây mình học trong kỹ thuật lập trình, mình được nói về vấn đề mà xây dựng mã an toàn này. Thường thì trong quá trình của bạn lập trình ấy thì những cái gì mình tư duy, mình viết ra trong code được xem là lý tưởng. Lý tưởng có nghĩa là gì? Nếu mà may mắn nó chạy đúng như thế, đúng không? Mà cuộc sống thì không phải lúc nào nó lý tưởng. Có đôi khi nó có những cái điều kiện hay những cái vấn đề khách quan nó tác động làm cho việc thực thi đấy không được thành công. Thì trong trường hợp như thế thì người ta xây dựng tránh trường hợp mã nguồn nó hay là chương trình nó chạy nó bị ngắt ngang một cách khó hiểu, đúng không? Nó gây ra tâm lý bất ổn đối với người sử dụng phần mềm của mình. Thì bao giờ người ta cũng phải, cái người lập trình bao giờ cũng phải viết cái dạng nó gọi là safety code, tức là viết mã một cách an toàn. Và để hỗ trợ cho việc viết mã một cách an toàn thì nó dùng cái cơ chế là exception handling. Đó. Thì tất cả ngôn ngữ nó đều có cơ chế để cho phép các bạn viết mã theo dạng an toàn, và trong TSQL nó cũng cho phép exception handling. Đó. Thì thường thì các bạn để xử lý mã an toàn này thì những cái mà các bạn viết được xem là lý tưởng mình sẽ viết trong cái khối là khối try. Đó. Lý tưởng ha. Và trường hợp mà không lý tưởng, tức là nó gặp lỗi, khi mà try này bị lỗi thì mình sẽ viết các cái lệnh để xử lý lỗi trong cái catch. Thế thì các bạn cũng có thể, nếu như ai mà mình không nhớ kỹ thuật lý thuyết về mã an toàn khi học về kỹ thuật lập trình ấy, thì các bạn biết rằng là có những cái các bạn biết trước nhưng các bạn không ngăn được. Ví dụ như này, các bạn kết nối dữ liệu đi thì lý tưởng là internet nó không bị là thông, đúng không? Thế nhưng hôm đấy bởi vì lý do gì đó mà mình quên chưa đóng tiền internet thì đâu kết nối được, đúng không? Biết trước đó nhưng mà mình không thể nào mình lập trình để xử lý chuyện đấy được, thì cho nên chắc chắn cái lúc mà kết nối mà không có mạng là nó sẽ xảy ra catch, và nếu như catch mà chương trình nó bị ngắt ngang thì nó rất là dở. Đó, ví dụ như vậy đó. Thì trong trường hợp đấy mình sẽ ghi nhật ký hay mình làm gì đó. Đó, ví dụ. Thì mình thấy cái tình huống mà try catch này nó cũng là ná như một cái trong cuộc sống ấy. Lý tưởng là xe chạy tốt, đúng không? Cái này car running là lý tưởng à? Đây chính là lý tưởng. Đó. Thế nhưng mà lý tưởng là như vậy thôi, đang chạy mà cán đinh, hay ví dụ trong tình huống minh họa đây là exception xảy ra chính là do hết xăng. Hết xăng thì xe nó dừng lại còn gì nữa. Đó. Thì các bạn khi người ta vận hành cái xe là nếu lý tưởng là xe cứ chạy lái, cứ lái đi ngon lành, đúng không? Thế nhưng nếu mà gặp trường hợp mà hết xăng thì người ta sẽ đi vào handling, tình huống exception xảy ra là hết xăng.
thì người ta đến trạm xăng và người ta xử lý nó. Thì cái việc mà đến trạm xăng để bơm xăng để xe có thể tiếp tục đi được ấy, thì người ta gọi là cái đấy chính là handling ấy, ha? Thì cơ chế để xử lý khi có xảy ra cái chuyện bất thường. Thì cái này là lý thuyết cơ bản là mình được học trong cơ sở lập trình, kỹ thuật lập trình ở nhà. Cho nên bạn thấy này, trong C# hoặc là trong Java, trong C# này hoặc là Java thì nó luôn luôn có cái cơ chế như vậy. Và cái thằng transactSQL này nó cũng giống như bên kia thôi. Đó, trên chỗ này mình không có lý luận nhiều về cái lý thuyết safety code nữa, mà mình xem như là đã biết, đúng không? Thì mình hiểu rằng là cái cơ chế mà error handling trong TSQL nó cũng hỗ trợ giống như những kiến thức đã biết. Thì ở đây muốn viết thì nó dễ, bạn cứ đặt câu begin try, begin rồi end try, tức là hết một cái khối lý tưởng này này, thì tập lệnh mà các bạn tư duy thì các bạn viết trong cái phạm vi này. Các bạn tư duy thuật toán của mình là lý tưởng, chạy được là lý tưởng, đúng không? Đấy, thì em đặt viết ở đây này. Thế còn trường hợp mình đưa giả định nếu mà cái tôi tư duy mà nó không chạy được thì nó sẽ xảy ra, tôi bắt ở trong cái catch, tức là cái cấu trúc catch sẽ nằm đây. Thì ở đây mình thấy rằng nó chỉ khác biệt so với những ngôn ngữ như Java hay C# ấy, thì nó cái cách mà dùng cấu trúc try catch nó hơi khác chút xíu, đúng không? Nó hơi khác, nó cái cách dùng trong TSQL là như vậy. Có hai cái khi mà catch có nó hỗ trợ ấy, là ba cái hàm. Một là error message, tức là nếu mà có lỗi ấy, thì cái thông báo điệp nó trả về mình có thể đọc được, bởi cái mình có thể dùng, mình truy xuất vào cái hàm error message này là đọc, đúng không? Để biết là lỗi gì, có thể còn ghi nhật ký. Có những trường hợp các bạn gặp lỗi, các bạn không xử lý mà gặp lỗi, các bạn chỉ ghi nhật ký ấy, để sau này cái người nhà quản trị đọc biết là nó xảy ra cái tình huống gì. Đó. Error line này thì nó đọc cái vị trí của cái dòng, tức là code của các bạn dài mấy trăm dòng, đúng không? Thì muốn xác định xem dòng nào bị lỗi thì lúc này cái hàm error line này nó bật này, nó viết, người ta nói là cái hàm này nó return the line number of occurred, đúng không? Tức là khi occurrence of an error, đúng không? Tức là mình đọc cái dòng mà nó xảy ra cái lỗi để mình biết mình làm gì đó, đúng không? Đó. Và có một cái hàm nữa cũng cần, mà nếu mà xử lý catch thì ở đây nó gọi là hàm error state, tức là cái trạng thái của lỗi, là lỗi như hôm trước mình nói đấy, lỗi ở mức warning hay là error hay là Fanta error, tức là lỗi mà mức cảnh báo hay là nghiêm trọng hay là cực kỳ nghiêm trọng, thì lúc này nó dùng error state để đọc cái trạng thái cái lỗi đó. Thế thì ở đây giới thiệu về cái try catch thôi, đúng không? Để mình hiểu rằng là trong cái thằng SQL, TSQL nó cũng có try catch. Còn mình cũng không đặt nặng vấn đề của phải biết viết try catch, đúng không? Tại vì trên thực tế sau này khi mà thực thi thì việc mà chạy các cái lệnh try catch, đặt nặng vấn đề try catch ở phía store browser trong lập trình trong TSQL cũng là có thể là không cần thiết. Bởi vì có những cái công nghệ khi bọn lập trình ở phía các cái ngôn ngữ cấp cao ấy, nó hỗ trợ chuyện đấy tốt hơn ha. Thế nhưng đây mình cũng biết để nếu cần còn có thể dùng cho dự án của mình. Vậy túm lại thì trước khi kết thúc cái bài này, mình túm lại một số cái điểm. Thứ nhất, các bạn phải hiểu được, học cái bài này xong các bạn phải hiểu store procedure là gì và tại sao phải dùng store procedure trong khi có thể vẫn dùng các cái câu dynamic query bình thường, đúng không? Đó. Thì các bạn phải nhớ về những ưu điểm, đúng không? Đó. Tốc độ thực thi nhanh, lý do đơn giản là nó lưu sẵn những cái mã thực thi, cho nên lúc gọi nó thì người ta, cái hệ quản trị nó không cần phải biên dịch lại, không cần phải kiểm tra, không cần phải sinh mã, đúng không? Mà nó chỉ thực thi thôi. Đó, thì nó, đấy là ưu điểm lớn nhất mà các bạn phải nhớ. Thứ hai nữa là gì? Là nó hỗ trợ cho bảo mật tốt, đúng không ạ? Ít nhất là những người ta sợ bị tấn công SQL injection này, thì thường người ta sẽ dùng store browser để người ta ngăn chặn. Rồi nó giảm lưu lượng thông lượng truyền, đúng không? Rồi nó che giấu cái nội dung bên trong, cho nên cũng tăng cường về bảo mật. Đó. Và tính tái sử dụng, đúng không? Muốn dùng thì anh chỉ việc gọi nó thôi, không cần phải việc lập trình lại cho cái chỗ đó nữa, để tái sử dụng. Vấn đề thứ hai, các bạn phải nhớ về cú pháp, đúng không? Cú pháp muốn tạo, thi hành, xóa hay muốn sửa, muốn đổi tên thì các bạn phải biết cách dùng. Đó. Rồi những cái này thì đơn giản thì chắc không phải lo, đúng không? Các bạn hầu như các bạn đều biết mấy cái này, tức là khai báo và thiết lập biến, giá trị cho biến, thì cái này chẳng qua là declare và set thôi. Đó. Rồi cái khái niệm về phạm vi tập lệnh, tức là các bạn phải biết rằng có nhiều hơn một lệnh mà muốn cho một mục tiêu thì các bạn phải có begin end, đúng không? Cái khái niệm về tập lệnh.
rồi cấu trúc điều khiển. Một cái vấn đề nữa tức là gì, cấu trúc điều khiển chương trình trong này thì nó chỉ có hai cái đấy, dễ nhánh là nó có if else, lặp thì nó có mỗi while thôi, đó cũng dễ đúng không? Đó, và nếu như trong cơ sở lập trình các bạn đã nắm vững về các cái cấu trúc điều khiển thì trong store này là tầm thường đúng không? Đơn giản. Và có một khái niệm rất quan trọng nữa mà các bạn buộc phải nhớ, đấy chính là khái niệm cơ sở. Bởi vì có những cái nhu cầu ấy, các bạn duyệt trên cái bảng kết quả, bảng giá trị thì các bạn không có cơ sở, các bạn không truy xuất vào từng dòng được, mà mình chỉ đọc được ra một cái là ra kết quả, đống kết quả luôn. Có những trường hợp các bạn đọc cái đống kết quả này, các bạn phải duyệt để các bạn thực hiện các cái tính toán chi tiết trên từng giá trị của các cái dòng dữ liệu đó, thì lúc đấy các bạn phải biết cơ sở. Và đối với cơ sở thì bao giờ dùng nó cũng có diễn ra với 5 bước. Một là khai báo. Khai báo xong thì phải mở, đúng không? Mở rồi thì anh dùng nó bằng cách anh nạp dữ liệu thôi. Fed thì có Fed Next hay là Fed First, Fed Last hay Fed Priority để loại như đó ha. Nạp dữ liệu xong mà kết thúc rồi, anh muốn không dùng cái con trỏ này nữa thì không dùng cơ sở này nữa thì các bạn phải close lại. Close xong thì các bạn thu hồi vốn nhớ, tức là đi lên đi unlocate, đúng không? Đó. Thì nó có 5 bước để các bạn nhớ cái này và tập dùng nha các bạn. Nếu mà lập trình với store mà mình không sử không biết và không hiểu về cơ sở thì các bạn sẽ giống như là bị bó buộc ha, bị mất công cụ để giải quyết trong những tình huống mà duyệt trên tập dữ liệu là các bạn thua, đúng không? Như vậy thì cái bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc ha, kết thúc. Chúc các bạn đủ kiên nhẫn ha, đủ nỗ lực để nắm vững về cái store, bởi vì đây là một cái thành phần, một cái database object rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chào các bạn ha.